Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, hôm nay chúng tôi đến thăm lăng mộ của Lễ Đình Hầu. Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những vị có công mở bờ cõi của Việt Nam tiến xuống phía Nam. Vậy thì xin quý vị hãy cùng chúng tôi đến lăng mộ của Lễ Đình Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Và trước khi tới lăng mộ thì xin quý khán thính giả nghe lời đọc của anh Quang Trường về những chi tiết của lăng mộ Lễ Đình Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Rồi em quay nói. Lăng mộ của danh tướng mở cõi Nguyễn Hữu Cảnh nằm ở nơi phong cảnh hiểu tình với lưng tựa núi An Mã, mặt hướng sông Kiến Giang. Lăng mộ của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh nằm trên một ngọn đồi rộng của dãy núi An Mã thuộc xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy. Khuôn viên lăng theo hình chữ nhật với lưng hướng về phía tây từ vào núi An Mã, mặt phía đông có sông Kiến Giang. Ông Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm Canh Dần 1650 tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông là một kiệt tướng đời chúa Minh Nguyễn Phúc Chu, tức là Hiến Tông Hiếu Minh Hoàng Đế 1691-1725. Xuất thân trong một gia đình võ tướng, am tường quốc sự, lại được chứng kiến bao cảnh chuyên chuyên của xã hội đương thời, ông đã sớm dấn thân vào chiến. Ông mất năm Canh Thìn 1700, an táng tại Cù Lao Phố, cạnh Dinh Chấn Biên, Đồng Nai. Đến năm 1802, di hài của ông Nguyễn Hữu Cảnh đã được hậu duệ cải táng và an táng tại xã Trường Thủy. Do chiến tranh loạn lạc, ngôi mộ của ông một thời gian dài không được hương khói, dẫn đến thất lạc. Vào năm 1995, con cháu đã tìm ra ngôi mộ Nguyễn Hữu Cảnh ở xã Trường Thủy. Đến năm 2013, khu lăng mộ mới được trùng tu lớn. Sau quá trình trùng tu, lăng mộ vị danh tướng thời chúa Nguyễn đã mang một diện mạo mới với nhiều hạng mục được xây dựng bằng đá rất bề thế. Bia mộ ông Nguyễn Hữu Cảnh được tạc bằng đá xanh cẩm thạch với kiểu dáng thường gặp ở các cuối triều Nguyễn. Bia cao hình tại chân là 1m2. Mặt trước của bia hướng về ngôi mộ có khắc ba dòng chữ Hán được dịch là: dòng bên phải, người mở mang đầu tiên miền Nam bậc khai quốc công thần thượng cấp của triều Nguyễn. Dòng giữa, mộ của Vĩnh An Hầu Nguyễn Hữu Kính. Dòng trái, người cháu bốn đời của Quý Hương là quan cai quản đạo quân Hưng Nghĩa, Đức Hầu Nguyễn Hữu Mạng đã lập bia mộ vào thời Gia Long Sơ Niên. Mặt sau của bia được dịch là: ngày 16 tháng 7 năm 1925, Nguyễn Hữu Bài, viện trưởng viện cơ mật, đại thần thái tử thái phó, phúc môn bá đại học sĩ điện võ hiện, đã mang con là Thị Dương Tôn kính để phục lập bia mộ này. Nhờ cái tấm bia mộ này mà con cháu và các học giả mới nhận ra ngôi mộ của ông sau thời gian dài bị thất lạc. Lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh được xếp vào hàng là di tích lịch sử cấp quốc gia và đã trở thành điểm đến ý nghĩa không nên bỏ qua mỗi khi đi du lịch ở Quảng Bình. Sau khi ông qua đời, nhà Nguyễn đã truy phong công trạng của ông với sự đánh giá rất cao. Ông được coi là thượng đẳng thần, tức là khai quốc công thần. Phía trước hai ngôi mộ, hai bên trái và phải có hai hồ trồng sen. Tuy nhiên, những năm gần đây hồ không chứa được nước ngay cả vào mùa mưa, cho nên không có cây cảnh gì bên trong. Phía ở trong hồ bên phải là một cái giếng cũ được xây thành giếng lên cao hơn mực nước. Thời điểm tìm thấy vào năm 1995, khu vực này là đồi núi hoang vu, dân cư thưa thớt. Phần đất bên phía ngoài khuôn viên được người dân địa phương tận dụng để trồng hoa màu, các giống cây ngắn ngày. Khuôn viên khu vực lăng mộ rộng lớn nhưng vẫn ít cây bóng mát, ít cảnh quan. Cách khu lăng mộ khoảng 25 km về phía bắc, đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã được đặt tại ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Đền thờ hiện là do con cháu của ông coi sóc và thờ phụng. Trong những năm gần đây, hai năm gần đây do dịch bệnh Covid-19 nên ít khách đến thăm viếng. Dù
quẩy vào hàng năm lễ dịp Tết, ngày mất của ông, người dân địa phương và chính quyền đã tổ chức lễ viếng thắp hương rất long trọng. Hồi xưa đây là đường mòn Hồ Chí Minh, nhưng bây giờ tôi thấy đường mòn này đã được cải tiến thành đường quốc lộ rất tốt. Đường chạy nãy giờ cả tiếng đồng hồ tôi thấy trơn tru, không có ổ gà ổ trâu gì cả, rất là tốt. Tôi cũng khá ngạc nhiên vô cùng. Như thế là sự phát triển của đất nước ở ngay cả những nơi nhiều rừng, nhiều núi thời xưa đã đến ở đây rồi. Tôi cũng được nghe một thông tin, đó là ngoài đường Hồ Chí Minh này, trong tương lai ngoài đường cao tốc Bắc Nam còn sẽ xây dựng những đường cao tốc hàng dọc như thế này nữa. Tôi rất là mừng vì đất nước đã phát triển đường xá hạ tầng như vậy, rất là tốt rồi. Hình thức đường mòn Hồ Chí Minh nay đã trở thành quốc lộ như thế này là một chứng tích sống. Rõ ràng đất nước của chúng ta đã phát triển. Đây là đường vào của lăng Nguyễn Hữu Cảnh. Đường vào lăng mộ của ông Nguyễn Hữu Cảnh, tôi nghĩ nó ở trong rừng sâu, nhưng mà thấy dân cũng về đây ở cũng khá nhiều. Và người dân ở đây làm rừng, như là trồng cây, rồi trồng cây cao su. Thấy cũng đâu có còn phải là rừng rú hồi xưa nữa, mà nó là vùng nông nghiệp và trồng cây. Đường vào lăng mộ của ông Nguyễn Hữu Cảnh mà thấy một căn nhà như vậy thì đâu còn là rừng nữa, đâu có thể gọi là khỉ ho cò gáy, mà có thể gọi là nông thôn. Mà nông thôn này thì cũng đang từ từ phát triển đây. Mà lúc đầu tôi cứ tưởng là tôi vào rừng, đây đâu phải là rừng nữa. Chúng tôi đến khu lăng mộ lễ đình hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Lúc đầu tôi cứ tưởng là đi vào một khu rừng, nhưng bây giờ tôi thấy nơi đây đã là một nông thôn phát triển. Đây là đường vào của khu lăng mộ lễ đền hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tôi và Quang Trường đã đến khu lăng mộ của lễ đình hầu Nguyễn Hữu Cảnh, là người có công mở bờ cõi đến tận phía Nam thời kỳ chúa Nguyễn. Đây là khu lăng mộ của ông. Đây là khu lăng mộ lễ đình hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tôi thấy Quang Trường đang tác nghiệp hỏi chuyện với một số quý vị nơi đây.
Tôi cũng xin thắp một nén hương đến ông cụ Lễ Đình Hầu Nguyễn Hữu Cảnh để cầu xin an bình cho đất nước và cầu xin cho đất nước phát triển từ Nam tới Bắc như cụ đã có công mở rộng bờ cõi của chúng ta. Và cũng xin cụ phò hộ cho con cháu cũng như gia đình tôi lúc nào cũng hướng lòng về với Tổ quốc và nguyện sống chết cho mẹ Việt Nam giống như cụ. Và đây là tấm bia với những chữ Hán được khắc ở mặt trước và đã được dịch ở ngay tại bên phía tay trái của mộ của cụ như sau. Đây là mộ của cụ Lễ Đình Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Và ở đây có những dòng chữ như sau. Mặt trước của bia hướng về ngôi mộ có khắc ba dòng chữ Hán, được dịch là: dòng phải, người mở mang đầu tiên miền Nam, bậc khai quốc thần thượng cấp của triều Nguyễn. Dòng giữa, mộ của Vĩnh An Hầu Nguyễn Hữu Kính. Dòng trái, người cháu bốn đời của Quý Hương là quan cai quản đạo quân Hưng Nghĩa Ngũ Đức Hầu Nguyễn Hữu Mạng lập bia mộ vào thời Gia Long Sơ Niên. Sau nhiều năm thì người ta mới tình cờ đọc những cái bia đó và biết rằng đây là nơi mà cụ Nguyễn Hữu Cảnh đã được chôn cất. Đây là mặt sau của bia mộ với những dòng chữ của chữ Hán và cũng đã được dịch ra như sau. Ngày 16. Ở bên phía này có một bảng viết như sau. Mặt sau bia dịch là: ngày 16 tháng 7 năm 1925, Nguyễn Hữu Bài, Viện trưởng Viện Cơ mật, Đại thần Thái tử Thái phó, Phúc Môn Bá Đại học sĩ Điện Võ hiện, đã mang con là Thị Dương Tôn Kính phụng lập bia mộ này. Có người kể cho tôi, con cháu của cụ bà nằm bên phía ngôi mộ đó. Khi họ tới nơi đây, họ kính viếng cụ và tôn tạo lại ngôi mộ, thì họ mới đi qua đây, bên phía này, và họ mới khám phá ra ngôi bia mộ của cụ Nguyễn Hữu Cảnh và đệ trình lên trên nhà nước. Thì từ đó mới có cảnh tôn tạo lại bia mộ, khu bia mộ của cụ Nguyễn Hữu Cảnh. Và xin quý vị hãy xem hình ảnh khu mộ của cụ Nguyễn Hữu Cảnh, Lễ Đình Hầu Nguyễn Hữu Cảnh như thế nào. Đây là mộ của Lễ Đình Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tôi xin quay toàn cảnh của mộ như sau. Thưa quý vị, như vậy, theo những gì mà được viết nơi đây, thì ông Nguyễn Hữu Bài năm 1925 có lập bia mộ cho cụ Nguyễn Hữu Cảnh. Nhưng chắc là vì thời gian không mấy ai biết, cho đến mãi về sau, thì con cháu của một người có bia mộ bên cạnh tới đây, cũng là một vị quan đại thần nằm bên cạnh, thì họ mới khám phá ra được bia của cụ Nguyễn Hữu Cảnh và như vậy mới được tôn tạo để có một lăng mộ của Lễ Đình Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Và đây là khung cảnh mà chúng tôi đã đi qua. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.